Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, thiên hạ đại loạn, anh hùng hào kiệt nổi lên khắp nơi. Trong cuộc tranh giành quyền lực, những cái tên như cổ tộc Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thiên Hoàng Tử, Thần Tàm Đạo Nhân trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người. Trong khi đó, Diệp Phàm, Thánh Thể Thái Cổ, đang nung nấu ý định trả thù cho những cố nhân đã bị sát hại. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ đầy máu và nước mắt, nhưng quyết tâm của anh không hề lay chuyển. Khi nghe tin bộ tộc của Đông Phương Giả bị Vương Gia tấn công, Diệp Phàm quyết định lên đường đến Nam Lĩnh, nơi một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa diễn ra. Chuyển sang tập 374 của Già Thiên. Đây là một bộ lạc rất nhỏ, ẩn cư ở trong dãy núi Nguyên Thủy, vốn bọn họ không có tranh đấu gì với thế gian, nhưng hôm nay lại mắc phải đại họa lâm đầu. Một lão nhân từ trong núi bay lên, đứng thẳng giữa không trung, thân hình cực kỳ nhỏ gầy khô héo, trên áo còn có nhiều mảnh vá chằng vá đục, trông rất mộc mạc, mái tóc bạc rối tung, nói: "Các ngươi là người phương nào, tại sao tới đây xâm phạm bộ lạc của ta?" "Chỉ là một đám người Nguyên Thủy chưa được khai hóa mà thôi, ta cũng lười nhiều lời cùng với các ngươi, hôm nay một người cũng không để sót lại, ta muốn tiêu diệt toàn tộc các ngươi, không ai có thể còn sống mà rời đi được." Trên không trung, một chiến thuyền màu bạc to lớn hiện ra, lóe ra ánh kim loại sáng bóng lạnh lẽo, phát ra một cổ khí tức khiếp người, phía trên đó có một người trung niên đang đứng, dáng vẻ rất lạnh lùng và tự phụ. Sau khi nói xong, hắn liền đánh một quyền xuống phía dưới, khí phách không gì so được, chiến lực cũng đồng dạng rất kinh người, thần mang che lấp mặt trời, giống như một ngọn núi lớn đang đè ép xuống phía dưới. Núi non sụp đổ, một nắm đấm hiện ra, trực tiếp nện trên người lão nhân kia, căn bản không để cho hắn có chút cơ hội tránh né nào, ngay tại chỗ đánh cho hắn vỡ vụn thân thể, máu nhuộm của trời cao, rơi xuống cổ thôn phía dưới. Chỉ có một miếng y phục cũ nát, bị đánh tơi tả, nhuộm đỏ màu máu đang chậm rãi từ trên không trung bay xuống, khiến cho người ta không đành lòng nhìn tiếp. Một lão nhân giản dị lại bị người ta đánh nát thân thể một cách trực tiếp như vậy. Lục bá phụ. Trong cổ thôn truyền đến một tiếng kêu thất thanh đầy bi thương, một đám người vô cùng phẫn nộ. Lão thập thất thật là quá nóng tính đi, vừa lên thì chưa kịp hỏi han gì mà đã ra tay rồi, nếu mà tra hỏi thì nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó cũng nên, tới lúc đó hãy huyết tẩy nơi này cũng không muộn. Trên một chiến thuyền màu vàng khác, một người trung niên cũng không quá lớn tuổi nói: "Mấy năm trước, tộc của chúng ta đã quá mức bị nghẹn khuất rồi, bị một tên thánh thể không rõ tên tuổi giết nhiều người như vậy, ngay cả đằng nhi cũng phải nuốt hận. Khi đó lão thập thất vẫn đang bế quan, từ sau khi đi ra thì trong bụng có một cục tức không cách nào giải được." Một người bên cạnh nói: "Các ngươi là ác tặc nơi nào, dám đến địa phương của chúng ta hành hung?" Một nam nhân hai mươi mấy tuổi bay lên không trung, nửa người trên để trần, cơ thể lộ ra một làn da màu cổ đồng, trong tay cầm theo một cái đại phủ cực kỳ to lớn. "Không biết sống chết, hạt gạo mà cũng đòi so với ánh trăng, các ngươi chỉ là một đám băng tan trên sông mà thôi." Trên chiến thuyền màu bạc, người trung niên gọi là lão thập thất vô cùng lạnh lùng, khè vung tay, một luồng thần mang bay ra, nháy mắt đã xuyên thủng tên thanh niên kia. Phốc! Một bông hoa máu nở rộ, trong nháy mắt hắn đã bị đánh nát cả nửa người, chỉ còn có mỗi cái cự phủ nhuốm máu vẫn còn hoàn hảo, cùng với hắn từ trên trời rơi xuống, vô cùng bi thảm. "Tuyền ca! Lý Tuyền ca ca!" Từ trong cổ thôn phía dưới truyền đến một mảnh kêu la khóc lóc, vài đứa bé lại còn khóc lớn tới mức tê tâm liệt phế, vây quanh lấy nam nhân đang hấp hối này. "Lưu lại tàn mệnh cho ngươi, ta thích thưởng thức cảnh tượng kẻ khác từ từ chết đi, đó là một loại hương vị thật mê người a." Vương gia lão thập thất cười rất lãnh khốc. "Mê người cái con mẹ nhà ngươi." Trong thôn có một đại hán quát lớn, lập tức xông lên tận trời, trong tay cầm theo một cây đại thiết côn. "Dừng tay." Đúng lúc này, trong thôn truyền đến một tiếng quát khè. Một lão nhân chống gậy đi ra, trên người hắn mặc áo tang, gầy như que củi, mái tóc thưa thớt, tuổi già sức yếu. "Ngũ thúc tổ." Rất nhiều người xông tới, mang theo tiếng khóc nức nở. Trong cổ thôn có hai thân thể một già một trẻ bị dập nát, sinh cơ sắp đứt, sắp sửa chảy máu tới chết, tất cả mọi người vô cùng bi thương, cực kỳ phẫn nộ. Đánh chuông cảnh báo lên, để cho lão thất và lão cửu xuất quan. Lão nhân trầm giọng nói, rồi sau đó bay lên trời, đứng đối diện với những kẻ xâm nhập. "Đã sớm nghe nói, mỗi một bộ lạc Nguyên Thủy đều có cao thủ cái thế ẩn giấu, xem ra lời này cũng không phải là giả, một cái thôn nhỏ như vậy lại có một vị đại năng như ngươi, dường như còn có hai người đang bế quan nữa. Xem ra các ngươi chiếm được một truyền thừa nào đó rồi, hơn nữa lại còn là loại cực kỳ cường đại, có khi còn thuộc loại thánh nhân cổ kinh cũng nên. Nói như vậy, sau khi huyết tẩy thôn xóm các ngươi, thì cũng thu được một lượng lớn chiến lợi phẩm đây." Vương gia lão thập thất cười lạnh nói. "Lão thập thất, tên này tặng cho thập tam ca đi, ta đã rất nhiều năm chưa cùng người khác động thủ rồi." Một người trung niên khác bay ra khỏi chiến thuyền. "Chẳng phải là còn có hai tên sắp xuất quan sao, chúng ta lên cũng một lượt đi,
xem ai giết được nhiều người hơn, xem ai giết được nhanh hơn. Lão Thập Thất cười cực kỳ tàn khốc. Cái tính này của ngươi phải sửa lại đi, năm đó lão tổ đã từng nói rồi, ngươi rất háo sát, bế quan nhiều năm như vậy mà vẫn không mài dũa được. Một người trung niên khác lắc đầu, nói: chư vị, chúng ta tự hỏi và không tranh giành gì với thế nhân cả, chưa từng đắc tội với người ngoài lần nào, vẫn luôn ẩn cư nơi hoang dã, không cừu không oán, vì sao các ngươi lại tới giết tộc nhân của chúng ta, hủy đi gia viên của chúng ta? Ngũ Thúc Tổ lên tiếng: Vương gia Bắc Nguyên chúng ta muốn giết người, chẳng lẽ lại còn cần nói lý do cho ngươi hay sao? Vương gia Lão Thập Thất cười lạnh, hắn chắp hai tay sau lưng, mái tóc đen phiêu động, thần sắc lạnh lùng, ác nghiệt. Lão nhân thở dài, tộc nhân của ta luôn luôn chất phác, không biết lừa gạt tính kế tàn nhẫn gì cả, đừng nói tới việc giết người cướp và các loại khác rồi, vậy mà các ngươi lại đánh tới như vậy, muốn huyết tẩy cả thôn xóm, thật sự là khinh người quá đáng. Ta khi dễ các ngươi thì làm sao? Lão Thập Thất hờ hững nói, căn bản không thèm để ý. Vương gia Lão Thập Tam nói, quên đi, cho các ngươi làm quỷ minh bạch, Đông Phương Giả là người đi ra từ trong bộ lạc của các ngươi, hắn đã chọc vào người không nên dây vào, đi cùng với thánh thể, trở thành địch nhân của tộc ta, vậy thì toàn bộ thôn xóm các ngươi phải dùng máu để chuộc tội. Mặc dù Giả Nhi là địch nhân của các ngươi, nhưng cũng không thể giận chó đánh mèo, trút giận lên người trong thôn của chúng ta như vậy được, có rất nhiều người vô tội, những đứa bé kia chỉ có vài tuổi mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngũ Thúc Tổ nói, giao ra thánh nhân cổ kinh của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây, nếu không thì đến xương cốt cũng chẳng còn, phải nhận đủ loại tra tấn mới được chết. Trên bầu trời, từ trong chiến thuyền lớn nhất kia phát ra một âm thanh lạnh như băng. Tiểu bộ lạc chúng ta không tranh đoạt với thế gian, hàng năm đều ẩn cư trong núi rừng hoang dã, vậy mà vẫn có đại họa tìm tới cửa, xem ra thế đạo thật sự là rối loạn rồi. Ngũ Thúc Tổ thở dài, rồi sau đó ánh mắt trở nên linh hoạt, sắc bén, nói, con người thì ai cũng phải chết mà thôi, tộc của ta đều là những người thiết huyết, không có bất cứ kẻ nào hèn nhát cả, cùng lắm thì toàn bộ chết trận. Đánh đi, cho dù toàn bộ chết trận, thì cũng phải kéo chân bọn họ đi theo. Trong cổ thôn phía dưới, bất kể là nam nữ già trẻ, tất cả đều rống to, cho dù là đứa bé 3 tuổi thì cũng giơ cái gậy gỗ nhỏ lên trên trời, trong ánh mắt tràn ngập ý chí bất khuất. Nói hay lắm, bộ tộc chúng ta chưa từng bao giờ có một kẻ hèn nhát nào cả, cùng lắm thì tất cả đều chết trận, kéo bọn chúng chôn cùng. Phía xa, từ trong một vùng núi, có hai lão nhân phóng lên cao, nhanh chóng bay về phía này. Quả nhiên là vùng khỉ ho cò gáy xuất hiện nhiều điêu dân, cũng chỉ có những nơi chưa được khai hóa như thế này thì người dân mới có thể bưu hàng như vậy. Vương gia Lão Thập Tam cười lạnh nói, thật sự không đơn giản, một cái thôn nho nhỏ mà lại sản sinh ra 3 vị đại năng, thật đúng là dọa người, cũng may mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì có lẽ phải phí sức một phen đây. Động thủ đi, một tên cũng không lưu lại, toàn bộ giết chết, huyết tẩy thôn này, về phần thánh nhân cổ kinh, chỉ cần lưu nguyên thần của một tên là đủ rồi. Rốt cục, người của vương gia cũng muốn động thủ, bầu trời phát ra tiếng sấm ù ù, ngoại trừ 7 chiếc chiến thuyền thì còn có mấy chục chiếc chiến xa, phía trên có đầy tu sĩ đang đứng. Mà ở những khe hở kia lại còn có rất nhiều cường giả đang đứng lơ lửng giữa không trung, khắp cả bầu trời trở nên rậm rạp, đâu đâu cũng là bóng người. Mây đen quay cuồng, trống trận vang điếc tai, khiến cho cả bầu trời tại đây dường như cũng phải vỡ tan, tinh kỳ bay phấp phới, mang thú gầm thét, áo giáp sắc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dường như là có 10 vạn thiên binh thiên tướng đang buông xuống nơi đây. Một loại khí tức mạnh liệt cuồng bạo phát ra, sát khí mênh mông như biển, quét qua bốn phương tám hướng, bao phủ khắp những dãy núi cổ xưa tại đây. Trên khoảng không phía xa, có tu sĩ đang theo dõi cuộc chiến, tất cả đều giật mình, vương gia Bắc Nguyên không ngờ lại bày ra trận thế lớn như vậy, thật sự là muốn đến để diệt tộc, không định để cho một người nào chạy thoát cả. 7 chiếc chiến thuyền đại biểu cho việc vương gia Bắc Nguyên có 7 nhân vật thân phận cao dọa người tới nơi đây, tối thiểu cũng là đại năng cực kỳ cường đại. Bọn họ hưng sư động chúng như vậy, điều ra nhiều chiến xa và cường giả tới mức này lại chi vì diệt một tiểu bộ lạc, trong những năm gần đây thì lần này được coi là động tác quy mô lớn hiếm thấy. À, Ngũ Thúc Tổ của cổ thôn máu nhuộm trời cao, sau khi bị hai chiếc chiến thuyền công kích một lúc lâu, há mồm phun ra một nguồn máu, cái áo tan đầy mảnh vá kia hóa thành tro bụi, thân hình hắn rơi xuống phía dưới. Ngũ Thúc Tổ. Trong thôn có rất nhiều người phát ra tiếng kêu bi thống, ngay cả rất nhiều đứa bé chi 2-3 tuổi cũng nắm chặt nắm đấm, ngân ngấn nước mắt. Cựu Thúc Tổ của cổ thôn cũng bị thương nặng, bị hai chiếc chiến thuyền đánh rơi xuống phía dưới, thân thể gần như bị đánh thủng. Không chỉ bị hai đại nhân vật khủng bố dùng thần thuật công phạt, mà còn phải chịu trận vãn đáng sợ trên hai chiếc chiến thuyền công kích. Tiên huyết nhiễm đỏ trời cao, vị lão nhân tóc hoa râm này cũng ho ra máu, rơi xuống phía dưới, bọn họ quả thật có chiến lực cường đại, nhưng lại không thể so được với việc bầu trời bị phong tỏa, trở thành cái nhà giam,
Hơn nữa cao thủ của địch nhân rất đông, ba lão nhân không phải là đối thủ của chúng. Duy nhất chỉ còn vị thất thúc tổ đang chống đỡ, vài lần gặp phải trọng kích, nhưng trên người hắn có một kiện thần lũ ngọc y, cực kỳ cứng cỏi, có thể chống lại được công kích, khiến cho hắn còn chưa bị xuyên thủng. Liều mạng, kéo chân bọn họ chết theo. Khắp cổ thôn, tất cả nam nữ già trẻ đều hô to, ai nấy đều mang vẻ mặt phẫn nộ, nâng hai lão nhân đang nằm trong vũng máu dậy, những người còn có thể bay lên thì mang theo bọn họ lao lên chiến đấu. Mặc dù là đứa nhỏ rất nhỏ, được người lớn buộc lại trên lưng thì cũng vừa khóc vừa la hét, liều mạng đi, báo thù cho các tổ gia gia. Ô ô, kéo chân bọn họ lại. Một ít tiểu nữ hoa cũng như vậy, trong tay cầm vũ khí, nằm trên lưng cha mẹ, vừa khóc vừa hô. Cổ thôn này, tất cả mọi người đều không sợ chết, ai nấy đều lộ ra nét kiên nghị, muốn đồng quy vu tận với địch nhân, cùng nhau lao thẳng lên trên trời. Mọi người đều chung một lòng, thấy chết không sờn, tất cả đều không lo sợ gì cả, vô cùng bi tráng, mặc dù cả thôn đều chết trận thì cũng không ai có khuất phục cầu xin tha thứ. Một đám người nguyên thủy chưa được khai hóa, thật sự là không biết sống chết, các ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vương gia lão thập thất liên tục cười lạnh, lúc này hắn đã lao ra xuất thủ, một bàn tay áp xuống phía dưới, khí thế muốn đánh nát tất cả mọi người. Ầm. Thất thúc tổ gầm lên giận dữ, bay lên trên trời liều mạng dùng lưng đỡ đòn tấn công này, đồng thời quay người phản công một chưởng. Âm nhưng lập tức có ba chiếc chiến thuyền lao tới, đây cũng không chỉ là ba vị đại nhân vật khủng bố đang công kích, mà còn kèm theo thần năng của thuyền cổ nữa, uy lực chất chồng lên nhau. Cuối cùng thất thúc tổ cũng toàn thân đẫm máu, bị trọng thương, rơi xuống phía dưới, râu tóc đều dựng đứng lên, trong mắt tràn ngập vẻ bi phẫn. Thúc tổ, tổ gia gia. Mọi người trong cổ thôn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả nam nữ già trẻ mà có thể bay lên trời thì đều bay lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, gào thét bi tráng. Người của Vương gia Bắc Nguyên ai nấy đều lạnh lùng vô tình, mấy vị đại nhân vật và rất nhiều tu sĩ trên chiến xa, cùng với cao thủ đầy trời, tất cả đều ra tay, cùng nhau trấn áp xuống phía dưới, muốn huyết tẩy cổ thôn, tiêu diệt tất cả mọi người. A. À, ngũ thúc tổ, thất thúc tổ, cừu thúc tổ ngửa mặt lên trời rống giận, khóe mắt rách ra, nhìn lướt qua tộc nhân, bất chấp thương thế, bay vọt lên trên trời, khởi động một cuồng sáng, ngăn chặn lại công kích hủy diệt này. Lũ mọi rợ tại nơi thâm sơn cùng cốc này, đám giả nhân các ngươi thật đúng là không sợ chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, hôm nay sẽ huyết tẩy nơi đây, từ nay về sau nơi đây không còn sót lại một ngọn cỏ nào nữa. Vương gia Bắc Nguyên lão thập thất tàn khốc nói. Ông. Trên bầu trời, 8 chiếc chiến thuyền, mấy chục cổ chiến xa, còn có cường giả vương gia bay đầy trời, trên người thiết y lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tất cả đều trấn áp xuống phía dưới. Ba vị lão nhân trong cổ thôn thiêu đốt thọ nguyên, khởi động cuồng sáng, căn bản không ngăn được, sắp sửa vỡ tan. Tất cả mọi người nam nữ già trẻ đều ẩn chứa những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nhưng ai nấy đều tràn ngập vẻ bất khuất. Đều đi tìm chết đi. Người của vương gia đều cười lạnh. Phía dưới, mọi người tuyệt vọng, mang theo sự không cam lòng, mang theo ý chí bất khuất, bọn họ rất muốn đồng quy vu tận với một vài ác địch, nhưng lại không làm được, tràn ngập vẻ tiếc hận. Đông Phương ca ca sẽ thay chúng ta báo thù. Vài đứa bé vừa khóc vừa hô lớn. Người của vương gia Bắc Nguyên đi tìm chết cho ta. Đột nhiên, từ khoảng không phía xa truyền đến một tiếng hét như sấm sét ngang trời, một tiếng trống to này làm vỡ nát cả một dãy núi, một bóng người mang theo huyết khí màu vàng tỏa ra đầy trời đang đánh tới, nhanh đến cực hạn. Phương xa, tất cả những người đang quan sát cuộc chiến đều toàn bộ bị kinh sợ, nhanh chóng rút lui, trốn được xa bao nhiêu thì trốn, có người còn nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Bởi vì người đang lao tới này cực kỳ khủng bố, toàn thân có huyết khí màu vàng mênh mông như biển, bao phủ khắp cả dãy núi, giống như một mảnh đại dương mênh mông bắt đầu điên cuồng dậy sóng. A. À, một tiếng thét dài ngay lập tức truyền tới, tốc độ của người đang lao tới này khiến cho người ta cũng phải sởn tóc gáy. Ầm. Trên bầu trời, một bàn chân to lớn màu vàng lập tức liền đạp nát chiến thuyền của vương gia lão thập thất, rồi sau đó một bàn tay to lớn màu vàng phủ xuống, như là diều hâu bắt gà con, một tay nắm chặt lấy cổ họng của hắn, giơ hắn lên trên không trung. Người của vương gia, tất cả các ngươi đi chết cho ta. Người tới rống to một tiếng. Trên bầu trời cũng không biết có bao nhiêu cao thủ vương gia bị âm thanh này chấn nát thân thể, xuất hiện từng mảnh huyết vụ tràn ngập khắp nơi. Một tiếng trống phá vỡ sông núi. 3. Diệp Phàm không có ngay lập tức đánh chết vương gia lão thập thất, mà là trước tiên dùng bàn tay to lớn của mình cho hắn một phát vả, trực tiếp đánh cho cái cằm của hắn bay ra ngoài, rời khỏi thân thể, vỡ nát trên không trung. Diệp Phàm tức đến mức sùi bọt mép, huyết khí màu vàng toàn thân sôi trào mãnh liệt, ngay lập tức tràn ngập bốn phía. Từ xa nhìn lại chỉ thấy nơi này như một đại dương mênh mông, bao phủ khắp cả vùng núi non tại đây. Ngươi là ai? Cái cằm của lão thập thất vương gia Bắc Nguyên vừa rồi đã bị Diệp Phàm tát một cái bay ra ngoài,
dập nát ở trên bầu trời. Lúc này hắn khó nhịn được sự đau nhức, dùng thần thức giận dữ hỏi. Diệp Phàm hận những kẻ này tới thấu xương, nếu mà hắn đến chậm một bước nữa thôi thì cái thôn này chắc chắn sẽ không còn sót thứ gì lại nữa cả. Bất kể là già trẻ, cho dù là đứa bé khóc nhè đòi ăn thì cũng bị huyết tẩy, khiến cho trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. 3. Hắn không có nhiều lời, lại vung một bàn tay lên, lần này đập nát hai tay của lão thập thất vương gia Bắc Nguyên. Sự đau nhức khiến cho tên này không ngừng rống lên, giống như một con dã thú bị thương. Lần này đến lượt lão thập thất của vương gia Bắc Nguyên vừa xấu hổ vừa giận dữ, giống như hắn vừa mới khinh thường người của cổ thôn này vậy. Kẻ mới tới này cũng không thèm để ý tới hắn, chỉ giơ tay vả thẳng vào miệng hắn. A! Cằm của hắn tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, nhưng yết hầu vẫn còn, lúc này vừa đau vừa sợ, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, vẻ mặt gần như vặn vẹo. Hắn bế quan mười mấy năm, khi xưa vẫn chưa nhìn thấy Diệp Phàm lần nào, hiện tại ỷ vào công lực đại thành mà đi ra ngoài hành tẩu, không ngờ lại bị làm nhục như vậy. Lão thập thất. Phía xa, lão thập tam của vương gia Bắc Nguyên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn khống chế một chiến thuyền giống như một ngọn núi lớn, lao vọt tới, đạo văn đang xen lẫn nhau, giống như thiên võng ép xuống Diệp Phàm, phát ra một luồng thần quang, có khí thế dời núi lấp biển. Diệp Phàm dùng một tay xách lấy cổ của vương gia lão thập thất, giống như đang xách một con chó nhỏ, từng bước đi tới phía trước, lao thẳng vào chiến thuyền, chủ động đón đánh. Toàn thân hắn tràn ngập huyết khí màu vàng cuồn cuộn mạnh liệt, sau đó vung một bàn tay to lớn màu vàng khác, giống như đang cầm một cái cối xay ma quỷ đập xuống. Giết! Trên bầu trời, tiếng kêu xé họng phát ra. Một tay che phủ bầu trời, giống như một cổ yêu vạn năm từ đại địa hoang dã thoát vây mà ra, sát khí ngập trời. Một bàn tay to lớn kia mạnh mẽ đánh lên chiến thuyền, thân thuyền vỡ thành từng khối nhỏ, mang theo ánh sáng ngập trời, bắn ra bốn phía. Đây cũng không phải là do chiến thuyền không chắc chắn, cũng không phải là những thần văn khắc trên đó không đủ thâm ảo, mà là bàn tay to lớn này quá mức đáng sợ, giống như là từ tận thiên ngoại buông xuống, có được ánh sáng thần thánh của thần linh bất hủ, đánh sập tất cả mọi thứ. A! Thập tam gia của vương gia Bắc Nguyên liều mạng chống lại, phun ra một tòa linh lung tháp cao tầm một tấc, được luyện chế bởi tử đồng tinh, nó đón gió biến lớn, đạt tới độ cao mấy trăm trượng, đập mạnh về phía trước. Ầm! Tình thế như cũ vẫn tiếp tục diễn ra, không gì có thể ngăn cân được, bàn tay của Diệp Phàm hạ xuống, tòa tháp bằng tử đồng tinh giống như một lâu đài bằng cát, không chịu nổi một kích, bị hắn đánh thành một khối đồng nát, rơi xuống phía dưới. Thập tam gia của vương gia Bắc Nguyên rống to một tiếng, liên tiếp tế ra 36 kiện binh khí, có Thiên La Tán, Chiếu Nhật Kính, Phi Kiếm, Câu Phách Chung, mỗi một kiện đều có thần năng rất mạnh, nhưng tất cả đều giống như cỏ rác trước mặt Diệp Phàm. Dưới bàn tay to lớn màu vàng kia, những binh khí này không khác gì giấy cả, liên tục vỡ tan, lão thập tam của vương gia Bắc Nguyên đã lạnh lẽo toàn thân, tim không ngừng đập mạnh, đã không còn một tia hăng hái giống như mới vừa rồi đổi mật với cổ thôn nữa, lúc này hắn gấp gáp như chó nhà có tang vậy. Khi bàn tay to của Diệp Phàm chộp tới hắn, hắn liền đánh ra 108 chưởng, mỗi một chưởng đều đánh sụp cả hư không, nhưng cuối cùng lại khiến cho hai tay của hắn vỡ tan ra. Ầm. Bàn tay to lớn của Diệp Phàm nắm chặt lại, bóp tên này trong lòng bàn tay, từ các kẽ ngón tay còn có rất nhiều tia máu đang trào ra, cảnh tượng vô cùng khủng bố. A! Lão thập tam của vương gia Bắc Nguyên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người đều sợ hãi, toàn thân nổi lên một lớp da gà lạnh lẽo, đây chính là một đại nhân vật có thể so với đại năng A, cứ như vậy bị người ta bóp gần chết. Diệp Phàm lại xách lấy cổ hắn, hai tay cầm theo hai đại nhân vật của vương gia Bắc Nguyên, căn bản là giống như không chút tốn sức nào cả, giống như xách theo hai con chó mèo gì đó, thiếu chút nữa thì đã bóp chết chúng rồi. Điều này, người của vương gia Bắc Nguyên sợ tóc gáy, một ma vương như vậy đột nhiên đánh tới, làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới tận chân, hắn như vào chỗ không người, hai vị đại nhân vật đang kêu la khóc lóc trong tay hắn, biến thành hai con chó chết. Phía dưới, tất cả nam nữ già trẻ trong cổ thôn đều lệ tràn mi, ai nấy đều vô cùng kích động, hôm nay gặp được đại nạn, bị người làm nhục, lúc này có người khác ra tay, giúp bọn hắn hóa giải tử cục, nhả ra được một ngụm ác khí. Hắn là... Trên một chiến thuyền khác, có người nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lộ ra vẻ khiếp sợ, đã nhận ra hắn, quả thực không dám tin vào ánh mắt của mình. Cũng không phải tất cả mọi người đều bế quan nhiều năm giống như vương gia lão thập thất và lão thập tam, 12 năm trước có người tự mình tham dự cuộc trận chiến đuổi giết Diệp Phàm khi đó. Nhất là một trận chiến cuối cùng tại Cơ Gia, khi Vương Đằng chết thảm, gia tộc đại bại, có người đã ở ngay tại chiến trường khi đó, mặc dù Diệp Phàm có hóa thành tro, thì bọn họ cũng không quên được, vẫn có thể nhận ra, có thể nói là hình ảnh của hắn đã khắc cốt minh tâm trong lòng tất cả mọi người. Là hắn, thật sự là hắn. Những người tham dự một trận chiến năm đó không ngừng kinh hãi, khó có thể tin được tất cả những điều này, toàn thân rét run. Là hắn, không ngờ lại là hắn,
tại sao hắn làm được điều này. Ngay cả một vị đại nhân vật của Vương gia Bắc Nguyên cũng tràn ngập vẻ rung động trên khuôn mặt, không tự chủ được bịch bịch thối lui về phía sau. Mau lui lại, toàn bộ rút lui, lập tức phá vây, lao ra ngoài thông báo cho các tộc nhân khác, thánh thể đã quay lại. Một vị đại năng đứng trên một chiến thuyền màu vàng ra mệnh lệnh. Hắn cảm giác được sự cường đại của Diệp Phàm, tuyệt đối là nhân vật cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ 2 đang bước trên tiểu bậc thang thứ 8, điều này đủ để khiến cho người ta phải kinh sợ. Bởi vì một khi thánh thể đạt tới cảnh giới này thì cho dù là đại năng, giáo chủ cũng đều khó có thể ngăn cản được nữa, trừ khi đó là những kỳ tài kinh diễm có được bát cấm kia thì mới có lẽ có thể miễn cưỡng đánh một trận với hắn được. Nhưng mà, khi vị đại năng tuyệt đỉnh này của Vương gia hạ mệnh lệnh thì Diệp Phàm cũng phát ra một tiếng gào to, dùng tất cả sóng âm ép xuống phía dưới. Úng. Một luồng thiên âm như là vũ trụ sơ khai, xuyên qua thiên địa huyền hoàng, chiếu rọi vạn sơ chi nguyên, cắt qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Một thân ảnh thần ma hiện lên phía sau hắn, đứng sừng sững ở nơi đó, giống hắn như đúc, khí thế trấn áp, uy hiếp cả thiên địa. Ngày xưa khi Diệp Phàm bị nhốt trong hải nhàn, đã từng thử tu luyện tất cả các pháp thuật trên thế gian, từng được thấy 6 chữ chân ngôn của Phật giáo, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua môn thần thông khủng bố này rồi. Sau lưng hắn, vị thần ma kia đứng thẳng, cùng lúc trống lên với hắn, giống như là luồng đạo âm từ thượng cổ truyền đến, có thể nhìn thấy rõ ràng các luồng sóng âm màu vàng đang quét qua bốn phía. Không hiển hóa Phật đã, trong lòng chỉ có một mình ta, duy ngã độc tôn, đây là tín niệm nhất định phải có nếu muốn chứng đạo, không thể bị dao động. 6 chữ cổ của Phật giáo có năng lực khai thiên lập địa, vô cùng ảo diệu, ẩn chứa đại năng lực, đại trí tuệ, đại từ bi trong vũ trụ, người luyện tới thành tựu cao nhất thì có thể hàng phục cả thần linh chư thiên. Những nơi sóng âm đi qua, những bóng người rậm rạp trên bầu trời liền giống như sủi cảo hạ xuống dầu sôi, phát ra tiếng vang lách cách, từng mảng rơi từ trên trời xuống đất. Ai nấy đều toàn thân nứt ra, nguyên thần bị dập nát, bị một tiếng trống của Diệp Phàm chấn động tới mức hình thần câu diệt. Đây là Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu trong cửu bí diễn biến ra chân ngôn, giao cho nó thần năng hoàn toàn mới. Một luồng thần âm này vô cùng to lớn, khắp vòng trời đều cộng minh, như là đi tới thời đại mới bắt đầu của thiên địa, tất cả đều có được huyền cơ khó lường. Ầm. Mấy chục cổ chiến xa lần lượt vỡ nát, từng cây đại kỳ thi nhau vỡ vụn, vô số bóng người, những tu sĩ đứng dày đặc bên cạnh nhau cũng trở thành bụi bặm, không còn tồn tại nữa. Đây chính là uy lực một trống của Diệp Phàm, khắp dãy núi đều sụp đổ, duy nhất chỉ có cổ thôn hoàn hảo không tổn hao gì, những thứ khác thì đều tan biến. Phía chân trời xa xa, tất cả người đang xem cuộc chiến đều đã sớm bị kinh sợ mà lui ra trên trăm dặm, không có một người dám lại gần quan sát, sợ bị cuốn vào trong cuộc chiến kinh khủng này. Mau lui lại, thánh thể đã trở lại rồi. Đại năng tuyệt đỉnh của Vương gia liều mạng rống to, muốn truyền tin tức này ra ngoài, nhưng dưới âm thanh của chữ úng này thì tiếng rống của hắn chẳng khác nào tiếng mũi đập cánh, bị áp chế tới mức không ra âm thanh gì nữa. Một tiếng rống của Diệp Phàm làm vỡ vụn sơn hà. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, trên bầu trời trở nên rách nát thảm thương, đại kỳ, chiến xa, cường giả đầy trời đã không còn sót lại bao nhiêu nữa, toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Không lâu trước, mây đen cuồn cuộn, trống trận vang trời, tinh kỳ phấp phới, như 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ xuống, mà lúc này lại trở thành một mảnh thê lương yên tĩnh, những người tới xâm phạm đều giống như rơm rạ bị cắt đổ, từng mảng lớn bị đánh chết tươi, không còn bao nhiêu người sót lại nữa. Trên bề mặt mấy chiếc chiến thuyền lớn cũng đều xuất hiện những vết rạn thật lớn. Người của Vương gia Bắc Nguyên mặt xám như tro tàn, tất cả điều này đều do một người làm ra, nhất là khi nhìn thấy trong tay hắn vẫn còn xách theo lão thập thất và thập tam gia đang giống như hai con chó chết, ai nấy đều tràn ngập cảm giác thất bại. Tất cả đều nơm nớp lo sợ. Giờ phút này, bọn họ có muốn chạy trốn cũng không thể, khắp nơi đều có các khối thần nguyên phong tỏa, nguyên thiên thần trận biến nơi này trở thành một mảnh nhà giam. Phốc. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm làm ra một hành động khiến cho tất cả những người của Vương gia đều lạnh lẽo toàn thân. Hắn quản lão thập thất và thập tam gia lên giữa không trung, một chân đạp vào một người, đạp chúng chết tươi, biến chúng thành hai bãi bùn thịt. Hai đại nhân vật này luôn tự cao tự đại, vừa rồi còn chỉ điểm giang sơn, ngạo thị bốn phương, vô cùng khinh thường cổ thôn này, coi bọn họ là người nguyên thủy chưa được khai hóa, mà nay lại uất ức mà chết như vậy, bị người ta dùng chân đạp thành thịt vụn. Hơn nữa, Diệp Phàm căn bản là không thèm để ý, giống như vừa mới đạp lên hai gốc cỏ dại, nét mặt vẫn bình thản giống như không thèm để việc này trong lòng. Toàn bộ người của Vương gia lửa giận ngút trời, đây chính là hai vị đại năng a, lại bị khinh thường như vậy, chết mà cũng không có một chút tôn nghiêm nào. Mới vừa rồi bọn họ cũng từng đối xử như vậy với người của cổ thôn, khinh thường tới mức không thèm nói nhiều lời, chỉ ra tay giết chóc, không ngờ chỉ nửa khắc sau thì tất cả đều rập khuôn phát sinh trên người bọn họ. Một đám người của Vương gia sắc mặt trắng bệch, rất nhiều người trẻ tuổi còn đang run rẩy, sau khi biết được kẻ trước mắt là một nhân vật như thế nào, liền vô cùng khiếp sợ.
Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng những sự tích năm đó của Diệp Phàm vẫn không bị người ta quên đi. Huyết chiến Đông Hoang, tung hoành Trung Châu, giết chết thánh tử, chém chết thánh nữ, xé nát đại năng, đối chiến với giáo chủ, một mình tiến vào cấm địa thái cổ để giữ mạng, thậm chí đã từng đối kháng với đế binh cực đạo. Nhiều năm như vậy trôi qua, một nhân vật giống như ma vương này sẽ cường đại tới mức nào rồi? Điều này khiến cho tất cả các thế hệ trẻ tuổi của vương gia đều run rẩy thân mình. Trên 5 chiếc chiến thuyền rách nát, mỗi một cái có một đại nhân vật, bọn họ là những kẻ nắm thực quyền của vương gia, tất cả đều là nhân vật cấp đại năng, nhưng lúc này cũng cực kỳ bất an, hận không thể lập tức chạy trốn. Diệp huynh, ngươi thật là xấu a, tất cả đều thu thập gần hết rồi, ta đã bảo rằng để cho đây trở thành một trận chiến thành danh, khiến cho nhân dục đạo thống của danh chấn thiên hạ, vậy mà lại bị ngươi đoạt đi hết nổi bật rồi, những tên còn lại thì để dành cho chúng ta đi. Lệ Thiên vẻ mặt tràn đầy tà khí. Đám người của vương tràn ngập nghẹn khuất, ai mà lại dám coi rẻ bọn họ như vậy. Lúc này lại bị một tên nhóc làm nhục, khiến cho tất cả mọi người đều giận run người. Hôm nay chính là đang muốn giết sạch bọn họ đây. Diệp Phàm rất bình tĩnh nói. Giết. Hắn lại ra tay, từ trên không trung giáng xuống một bàn chân to lớn, đạp nát một chiếc chiến thuyền, một quyền đánh ra, các loại cổ bảo, phi kiếm phía trước thì đều vỡ vụn, vô số người bị đánh thành thịt nát, chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Đáng tiếc cho thành danh chi chiến của ta, lần sau ngươi không được giành của ta nữa đâu đấy. Lệ Thiên ra tay. Yến Nhất Tịch cũng phiêu động một thân áo trắng, mỗi một lần ra tay đều có từng mảng hoa máu lớn nở rộ ra, đây là một trận chiến nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau nửa canh giờ, tất cả đều yên lặng lại, dãy núi phía dưới tràn ngập vết thương, khắp nơi đều là máu, cỏ cây héo rù, tất cả những kẻ xâm phạm của vương gia tới đây thì đều bị chém chết toàn bộ. Đa tạ tiểu ca. Ngũ thúc tổ, thất thúc tổ, cửu thúc tổ của cổ thôn bước lên, cảm tạ. Các thôn nhân khác cũng đều lao tới, bày tỏ thiên ân vạn tạ, những người nơi này đều rất thuần phát, một vài đứa nhỏ lại kéo tay áo của Diệp Phàm, tò mò nhìn hắn. Đông Phương Giả là bạn cũ của ta. Diệp Phàm không có giấu giếm. Mấy vị lão nhân trong thôn lập tức có chút ngẩn người, rồi sau đó thở dài một tiếng, bọn họ đã nghe tin Đông Phương Giả đổ máu tại Đông Hoang rồi. Ta không tin già nhi đã chết, hắn có thiên phú dị bẩm, thần lực cái thế, từ nhỏ đã chém giết giả long, ăn tươi ác hổ mà lớn lên, mạng của hắn cực kỳ cứng rắn, nhất định hắn vẫn còn sống. Một lão nhân nói, không thấy thi thể của hắn thì sẽ không thể xác định rằng hắn đã chết được, ta sẽ đi tìm hắn. Diệp Phàm nói, thánh thể trở về sao? Trong một ngày này, từ Nam Lĩnh truyền ra một tin tức như vậy, đã mất tích được 12 năm, hiện tại Diệp Phàm đã tái hiện. Có người nói rằng đã tận mắt chứng kiến toàn cảnh chiến đấu của thánh thể, tuy rằng không dám đến gần, nhưng những cảnh tượng trong đó thì không còn chút nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà cũng không có bao nhiêu người tin vào điều này, một người đã vượt qua tinh vực mà đi, rời khỏi tận 12 năm, căn bản không có khả năng xuất hiện lại nữa. Vương gia khinh người quá đáng, nếu gia chủ bọn họ đang ở Nam Lĩnh, làm khách tại Yêu Hoàng Điện, vậy thì không cần phải đi nữa, lần này cần phải đánh một trận long trời lở đất mới được. Diệp Phàm đứng trong vùng núi này, nhìn về phía phương xa. Ở chỗ sâu trong vùng núi, một thanh niên cường tráng để trần cánh tay phải tới tận đầu vai, nửa người dưới mặc chiến y bằng da thú, cầm trong tay một thanh lang nha đại bổng, giống như giả thú bị thương, phát ra tiếng gầm nhẹ, nhằm phía cổ thôn mà đến. Ai dám xâm phạm cổ thôn của ta? Hắn khiêng một đầu giả long dài mười mấy trượng, bước chân đạp lên các tảng đá như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng đi về phía trước. Diệp Phàm ngẩn ra, chi trong khoảnh khắc, hắn dường như gặp lại tên giả man nhân ngày xưa. Từ phía xa nhìn lại, người này rất giống với Đông Phương Giả mười mấy năm trước, đều là giả tính mười phần, vô cùng khôi ngô hữu lực. Lệ Thiên đang đi bộ ở bên ngoài thôn, còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, thanh niên này đã đi tới gần, đạp lên vùng đất nứt nẻ đầy vết thương này, một tay vung thanh lang nha đại bổng lên, đập thẳng về phía trước. Ngay trong nháy mắt này, Lệ Thiên nghe răng nhếch miệng, cả cánh tay hắn gần như bị đánh cho đứt ra rồi, xuất hiện một vết máu dài chảy xuống, may mắn là hắn lui lại nhanh, chạm một cái là tránh ra ngay, không có chân chính đón đỡ, nếu không thì ngay cả nửa người cũng rất có thể sẽ bị đập nát. Ma Nhi không được vô lễ, đây là ân nhân của chúng ta. Ngũ thúc tổ và thất thúc tổ rất nhanh đi từ bên trong thôn ra. Đông Phương Mang có bộ dáng hai mươi mấy tuổi, nửa người để trần, lộ ra cơ thể rắn chắc, giống như một con rồng đang cuốn lấy thân thể, làn da màu cổ đồng, cường kiện mà hữu lực, mái tóc đen dày đặc rối tung, thả dài đến thắt lưng, có một vẻ đẹp vừa giả tính vừa dương cương. Là đệ đệ của Đông Phương Giả phải không? Diệp Phàm cũng đi tới gần đó, đánh giá thanh niên trước mắt này, thật sự rất giống với cố nhân ngày xưa. Cứ như là một đầu thượng cổ mang thú hóa hình vậy. Lệ Thiên nghe răng nói, thực lực hắn vô cùng cao siêu, có thể bể nghệ các thánh chù, nhưng trong lần giao phong thân thể khi nãy lại bị tên mọi rợ này hoàn toàn đánh bại.
Điều này tất nhiên là một hồi hiểu lầm, Đông Phương mang đi ra ngoài săn thú, trên đường đi nghe được trong thôn phát sinh biến cố, đôi mắt liền đỏ lên, chỉ muốn quay về giết chóc một phen, khi thấy Lệ Thiên thì vội vàng lao lên, tưởng lầm là ác địch. Trong cổ thôn này, Đông Phương Giả và Đông Phương Mang là một đôi rất đặc biệt, có được mang cổ chiến huyết cực kỳ hiếm lạ, lực lượng có thể đánh vờ cả ngọn núi cao, thân thể mạnh mẽ hơn xa người thường, ngoại trừ thánh thể thì không có ai có thể so sánh với hắn được. Hai người này tu luyện công pháp giống nhau, sinh ra và lớn lên trong môi trường cũng giống nhau, ngày thường thì rất hay lui tới trong thâm sơn rừng già, lần nào đi cũng là 10 ngày nửa tháng, ăn giả long, nuốt ác hổ, luyện thành một thân mang võ thần thuật. Trong tay Diệp Phàm lóe lên một luồng sáng đỏ rực, xuất hiện một cây chiến mâu được mài từ máu mà thành, có 9 con chân long đang uốn lượn quanh cán mâu, trông rất sống động, 9 cái đầu rồng cùng chụm về phía trước, cùng nhau phun ra một cái lưỡi mâu sắc bén, trong suốt, vừa nhìn đã biết đây là một thần binh lợi khí hiếm có rồi. Đông Phương Mang rất ngượng ngùng, gãi gãi đầu rồi nhận lấy, sau đó yêu thích không buông tay nổi, cứ cầm chặt lễ vật quý giá này trong tay. Mấy vị lão nhân trong thôn đều cả kinh kêu lên, bọn họ đều là những người biết nhìn hàng, lễ vật này quả thực quá quý giá. Thanh binh khí này dùng máu ở bên trong Cửu Thiên Thần Ngọc luyện chế thành, là thứ đầu tiên cần dùng khi luyện chế vũ khí vương giả, có thể phát triển trở thành binh khí của thánh nhân, chắc chắn không bao giờ mục nát, nó là thứ Diệp Phàm đoạt được từ Cửu Đầu Giao Vương tại Tử Vi Tinh Vực. Ta sẽ thay huynh trưởng báo thù, đi làm thịt cái tên Tử Thiên Đô kia. Đông Phương Mang tóc tai bù xù hạ lời thề. Giả nhi của chúng ta sẽ không chết. Thất Thúc Tổ trong cổ thôn chớp đôi mắt ảm đạm, tên giả ma nhân kia chính là do hắn tự tay dạy dỗ mà thành. Nơi này không nên ở lâu, tốt nhất trở về trong tộc hãy nói. Ngũ Thúc Tổ nói. Tại chỗ sâu trong sơn lĩnh có một tộc đàn cổ xưa, là hậu đại của mấy vị thánh nhân viễn cổ, tộc nhân đều rất cường đại bưu hãn, tu một loại mang võ cổ kinh, là một bộ lạc đáng sợ mà thế nhân không biết đến. Thôn nhỏ này vốn là một phần tử trong bộ lạc đó, nhưng sau vài lần tranh đoạt thắng thua, tức giận gì đó nên mới tách riêng ra, bộ lạc lớn từng nhiều lần mời bọn họ quay lại. Trống. Phía xa truyền đến một tiếng thét dài, khắp cả dãy núi đều rung chuyển. 7 đến 8 lão nhân có bộ tóc rậm rạp bay loạn, nửa người trên để trần, mặc y phục bằng da thú, có người mang theo lan nha đại bổng, có người vung lên đại phủ, liên tục gầm rú rít gào, giống như một đám yêu thần gào thét lao tới, khiến cho tất cả các dãy núi đều phải sụp đổ. Con bà nó, ở đâu ra đám vương bát đản, dám đến khi dễ tộc nhân chúng ta, đi ra đây nhận cái chết cho ta. Mọi người ở đâu rồi, bọn lão tử đã đến đây, nhanh lăn ra đây cho ta, kẻ nào dám đến khi dễ tộc nhân của chúng ta thì mang đầu lên đây, để cho ta vặt xuống làm bóng đá. Đây là một đám lão nhân cực kỳ bưu hãn, hung mãnh như đám thanh niên trai tráng, giống như dẫn qua 100 vạn đại quân giết tới đây, mạnh không gì đỡ được. Đây rõ ràng là một đám người giả mang, trang phục tương tự như những thôn dân ở đây, nhưng lại càng thêm phóng khoáng, một đám thổi râu trợn mắt, gào loạn cả lên. Vừa rồi còn đang nói về bộ lạc cổ xưa kia, không ngờ bọn họ lại đã chạy ngay tới rồi, một đám tóc tai bù xù, vô cùng cuồng dã. Điều này làm cho Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch trợn mắt há mồm, đám lão nhân này cực kỳ bưu hãn, vừa vung đại bổng, vừa rít gào, giống như một đám chiến thần mang cổ vậy. Người đâu rồi, bọn vương bát đản đó đâu rồi, bọn lão tử đến giết người, vậy mà chúng lại trốn đi đâu tìm chết vậy. Đám lão nhân này thi nhau la lớn. Tất cả thôn nhân tại đây đều vô cùng cảm động, ngay cả ánh mắt của Ngũ Thúc Tổ, Thất Thúc Tỏ và Vải lão nhân cũng đỏ lên, kiên định quyết tâm phải trở về trong tộc. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Cửu đâu? Không phải ta trách các ngươi, nhưng mà tộc nhân chúng ta sao mà để cho người ta khi dễ đến mức này được? Đám vương bát đản kia lại còn dám tới tận nhà chúng ta mà đòi giết chóc, đây thuần túy là chán sống mà, việc này nhất định không để yên được, cho dù là Trung Châu Thần Triều thì lần này cũng phải khiến cho chúng phải bị lột đi một lớp da mặt mới được. Đúng vậy, con bà nó, lần này phải đánh cho bọn chúng rớt cả lòng đỏ trứng ra mới được. 7, 8 lão nhân mới tới này đều là một đám cuồng giả, giống như một đám lão ngoan đồng, dọa cho trẻ con cũng phải sợ chạy, ai cũng cực kỳ sửng sốt. Sau khi nhận được tin tức, đám người chúng ta như bị lửa đốt vào mông, cùng nhau chạy tới đây trước, phía sau còn có một đám người nữa. Nói đi là đám đuôi mù vô liêm sỉ nào làm việc này, hôm nay chúng ta liền đuổi giết bọn chúng đến mức người ngã ngựa đổ, một tên cũng không lưu lại. Không chỉ thôn dân tại đây, ngay cả Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đều cảm giác trong lòng thật sự ấm áp, nhiệt huyết sôi trào, đám lão nhân này tuy rằng vô cùng cuồng dã, nhưng qua thật bọn họ xuất phát từ trong nội tâm mà tới đây, khiến cho người ta cảm thấy không có chút ngăn cách nào cả. Giết a! Đám vương bát đản đang ở nơi nào, đừng để cho một tên nào chạy được, giết a! Đột nhiên khắp các dãy núi tại đây tràn ngập bóng người, từng đám người thi nhau lao tới, giống như một đám đại yêu có thể hô mưa gọi gió, hái sao lấy trăng từ trên trời đánh tới, khắp trời đất đều bị chấn động.
Vô số cường giả man tộc xuất hiện, bọn họ mặc y phục bằng da thú, cầm đại bổng trong tay, từ bốn phương tám hướng gào thét mà lao tới, bầu trời tràn ngập khí tức cường đại, khiến cho cả vạn ngọn núi ở đây cũng phải rung động, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy da đầu rung lên, đây là một đám chiến sĩ hoang dã từ thời viễn cổ truyền xuống, hợp lại cùng một chỗ, là một lực lượng đáng sợ vô cùng. Loại chiến khí này hướng thẳng lên tận trời, xé tan cả các đám mây trên đó, bất kỳ cao thủ nào nhìn thấy cũng đều phải kinh hãi đảm chiến. Lệ Thiên da đầu phát rung, toàn thân nổi da gà, vô cùng chột dạ, khẽ chọc vào Diệp Phàm, nhỏ giọng nói, ta bảo này, ngươi tại Bắc Đẩu Tinh Ngục cũng quá là biến thái đi, một bộ lạc nguyên thủy mà cường đại như vậy, ta còn lăn lộn làm sao được nữa, còn phát dương quang đại đạo thống cái rắm à, còn không bằng thành thật ngu ngốc ở Tử Vi Tinh Vực. Đám người này quả là một đám tổ tông sống a. Một cái bộ lạc nguyên thủy ư, vào thời viễn cổ thì khắp cả Nam Lĩnh đều là thiên hạ của man tộc chúng ta, nếu không có tổ huấn rằng đời sau phải ẩn cư trong núi thì chúng ta làm quái gì phải sợ ai. Một lão nhân đầu tóc bù xù, trừng mắt nói, cơ bắp trên người hắn như những con rồng đang nổi lên, vừa cầm một cây đại bổng, vừa nói. Cũng không biết có bao nhiêu người tới đây, thôn nhân nơi này không kìm được lệ nóng doanh trồng, đây là máu mủ tình thâm, thân tình huyết thống, việc trở lại trong tộc thì đã không còn khác được nữa. Nhiều năm như vậy, trong tộc thật vất vả mới sinh ra hai bảo bối có mang cổ chiến huyết, tất cả đều ở trong thôn các ngươi, sớm nên trở về bộ lạc rồi mới đúng. Một lão nhân bất ngờ bắt đầu quở trách đám người ngũ thúc tổ, thất thúc tổ trong thôn, thiếu chút nữa đã mắng cho hai người mày máu chó lâm đầu. Nhưng đối với Đông Phương Mang thì cực kỳ nồng nhiệt, ánh mắt nóng cháy, kéo tay hắn, loại sủng ái này khiến cho đệ đệ của tên giả man nhân này cảm thấy toàn thân không được tự nhiên chút nào. Ca ca ngươi đâu? Một đám lão nhân hỏi Đông Phương Mang, ca ca ta có thể chết trận mấy tháng trước rồi. Đông Phương Mang nhỏ giọng nói. Hắn, con bà nó chứ, là tên nào làm? Có phải là đám vương bát đảng vừa rồi không? Các ngươi tập hợp nhân mã cho Tam Âu, con bà nó, ta muốn đi đập cái nhà của hắn. Chúng ta ẩn cư trong núi, ngăn cách với bên ngoài, không có tranh đoạt gì với thế gian, tại sao lại bị người ta khi dễ đến mức này? Đánh chết bọn chúng đi, con bà nó. Một đám lão nhân trở nên nóng nảy, liên tục vung những cây đại bổng lên, sắp sửa chọc thủng cả bầu trời rồi. Đã bao nhiêu năm rồi, thật vất vả mới sinh được hai đứa nhỏ bảo bối có được mang cổ chiến huyết, thể chất hiếm lạ như vậy, không ngờ lại chết một đứa, ta ít tổ tông chúng nó a. Bưu hãn, cuồng dã, khí phách, không bị cản trở, đám lão nhân này giống như một đám chiến thần mang cổ chuyển thế, kêu gào la hét ầm trời. Vốn người của cô thôn còn chút ngăn cách với bộ lạc nguyên thủy, nhưng trong giờ khắc này thì tất cả đều theo gió mà tan đi, sắp sửa một lần nữa hòa hợp thành một thể. Chúng ta ẩn cư lâu lắm rồi, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết, thật hổ thẹn với tổ tông a. Một đám lão nhân mang tộc đua nhau đấm ngực dậm chân, trong lòng đầy rẫy căm phẫn, biết được rằng tất cả đều do vương gia Bắc Nguyên gây nên, liền lập tức làm ra quyết định, muốn tới tận nơi giết người. Đi giết chết bọn họ, đào ba thước đất nơi đó lên, ngay cả lũ chuột con chưa mở mắt cũng phải đạp chết, cho chúng biết hậu quả của việc dám khi dễ tộc nhân của chúng ta. Đúng đó, lập tức động thủ, triệu tập hảo thủ trong toàn tộc, đi giết cả nhà bọn họ luôn. Đánh cho chúng rớt cả lòng đỏ trứng ra, lũ vương gia chó má kia, cái gì mà truyền thừa bất hủ, toàn bộ xông tới chém chết hết đi. Lệ Thiên líu lưỡi nói, thật đúng là một đám mãnh nhân, con bà nó, ngay cả ta cũng thấy nhiệt huyết sôi trào rồi đây này, rất muốn đi giết người cùng đám lão nhân này, bọn họ thực sự là cực kỳ uy mãnh a. Nếu các vị lão gia muốn động thủ, khởi binh lên Bắc Nguyên, ta cũng nguyện ý vượt lửa qua sông, đánh ở tuyến đầu. Diệp Phàm tỏ thái độ. Rồi sau đó, hắn nói ra nhận định của mình, nếu thật sự muốn đối phó với vương gia thì cần phải chuẩn bị sung túc, dù sao đó cũng là một thế gia thái cổ, đã từng sản sinh ra đại thánh của nhân tộc, truyền thừa từ rất xa xưa, vô cùng đáng sợ. Vị tiểu ca này nói rất đúng, muốn giết thì phải giết cho tới tận chó gà cũng không tha, chẳng phải bọn họ muốn huyết tẩy tộc nhân của ta sao, lần này cần bàn bạc kỹ lưỡng, phải tiêu diệt toàn bộ gia tộc của lũ vương bát đảng này. Một vị lão nhân nói, tuy rằng bọn họ có tính cách dũng cảm, nhưng đều không phải loại người lỗ mãng, đã sống nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều người rụng hết cả lông mi, còn có thứ gì không hiểu rõ nữa đâu. Đúng, phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng đã, chỉ dùng một trận chiến để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Một lão nhân khác vừa vung rìu đá vừa nói. Diệp Phàm nói, các vị lão gia, bộ lạc các ngươi ngăn cách với thế giới bên ngoài, hiện tại vừa lúc có thể ung dung chuẩn bị, ta đi ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, đến lúc đó tất cả sắp xếp xong, chúng ta sẽ giống như thiên binh thần tướng, cùng nhau giết thẳng tới Bắc Nguyên, tiêu diệt vương gia. Tiểu ca, người muốn làm gì? Một lão nhân hỏi. Diệp Phàm nói, gia chủ vương gia đang ở trong Nam Lĩnh,
làm khách của Yêu Hoàng Điện, ta muốn đi giết hắn. Con bà nó, đầu lĩnh của đám vương bát đảng này lại đang ở trong nam lĩnh của chúng ta, Yêu Hoàng Điện là một địa phương rất đáng sợ, lập tức triệu tập người đi bổ đôi hắn ra đi. Những người này lập tức kêu to, căn bản không chịu ngồi yên. Chỉ là một tên gia chủ vương gia mà thôi, cần gì các tiền bối phải ra tay, chỉ cần một mình ta thì cũng đủ vặt đầu hắn về đây rồi. Diệp Phàm nói chém đinh chặt sắt, âm thanh rất có lực. Tốt, anh hùng xuất thiếu niên a. Các vị lão nhân gia chỉ cần để ý triệu tập nhân mã, chuẩn bị đại sự tiến quân lên Bắc Nguyên, tiêu diệt vương gia, ta đi lấy đầu của gia chủ vương gia về đây. Diệp Phàm nói xong liền bước đi, một mình tới Yêu Hoàng Điện. Con bà nó, lão tử chiến huyết cũng sôi trào lên rồi, lúc này rốt cục cũng tới phiên ta lên sân khấu rồi chứ, giết tới Bắc Nguyên cũng phải có ta mới được. Nhưng mà, trước tiên cần đi theo Diệp tiểu tử tới Yêu Hoàng Điện giết người đã. Lệ Thiên gào lên. Nam lĩnh, núi cao thành dãy trùng trùng điệp điệp, phóng mắt nhìn thấy toàn cảnh xanh mờ mịt, nơi nơi đều là núi, nơi nơi đều là dãy núi. Trên đại địa mênh mang gần như không có một chỗ bình nguyên nào, địa thế đặc thù này mãi mãi là như thế, điều này cũng tạo nên nhiều chướng khí, không ít cảnh tượng mang thú thường lui tới, dị cầm hoành hành. Nam lĩnh xuất hiện yêu nhiều hơn xa Trung Châu, Đông Hoang bốn vực khác, đây là chuyện thế nhân đều biết, nên thành lệ dùng nam yêu xưng hô tu sĩ của Nam Bộ. Diệp Phàm bọn họ rời đi bộ lạc mang tộc, phi hành mấy ngày, trên một ngọn núi tìm được một cái truyền tống trận cổ, vượt qua cự ly xa, tiến vào một địa vực có người ở tương đối đông đúc. Cô gái kia cũng thật tươi ngon mọng nước. Suốt một đường đi tới này, Lệ Thiên không ngừng bình luận, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền dừng chân lại ngắm nghía. Bọn học vừa tới đã nghe được không ít được lời đồn từ người địa phương, rất nhiều người đang bàn luận về chuyện thánh thể tái hiện. Vương gia Bắc Nguyên cường thế đến chinh phạt một bộ lạc cổ, lại toàn quân bị diệt dẫn tới chấn động rất lớn, mọi người đều đang bàn tán xôn xao, không ít người cảm thấy rất khó tin. Các ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Thánh thể 12 năm trước, hắn sớm đã bước trên tinh không cổ lộ, căn bản không có khả năng xuất hiện trên thế gian này rồi. Trận chiến ấy rất đáng sợ, huyết khí màu vàng bao phủ dãy núi, trống một tiếng núi sông sụp đổ, ta cảm thấy đó đúng là người kia, mà còn hơn xa trước kia. Như quả thật là hắn, thiên hạ này tất sẽ đại loạn, sẽ chiến hỏa liên tục, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái lời đồn không xác thực dẫn phát lên một hồi chấn động lớn, ngay cả tu sĩ một ít thành trấn nhỏ đều đang bàn tán, điều này làm cho Lệ Thiên thầm kinh hãi. Này, ta nói Diệp tiểu tử ngươi ở viên cổ tinh này nhân khí thực đúng là nổi tiếng, rời đi 12 năm, mọi người vẫn còn đàm luận về ngươi. Diệp Phàm nói, tìm một tòa thành lớn thâm nhập vào tìm hiểu một ít tin tức về tình hình hiện nay, sau đó chúng ta đi Yêu Hoàng Điện. Nam lĩnh, không có khả năng có vùng đất bình nguyên bằng phẳng, thành trì đều là xây dựng dựa vào núi, thậm chí trong thành có núi lớn rất là quái dị. Hoàng Thành là một tòa thành lớn siêu cấp của Nam lĩnh, dám dùng tên của thành trì loại này khẳng định là tòa thành quan trọng. Nó xây dựng không theo quy tắc gì, tường thành kéo dài tránh núi cách đồi, giống như một cái tổ chim phượng hoàng, thoạt nhìn rất quái dị. Mà trong thành còn có một ngọn núi thấp, giống như một con phượng hoàng đang nằm. Trên đường lộ Hoàng Thành vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước, dòng người lui tới không thui. Tiếng kêu mua, tiếng rao hàng liên tiếp. Phàm nhân, tu sĩ, yêu tộc lẫn lộn là hiện tượng bình thường. Tại tòa thành này mặc dù là nhìn thấy sinh linh kỳ dị đầu chó thân người lưng mọc cánh, mọi người cũng sẽ không giật mình kinh dị, bởi vì ở Nam Lĩnh có rất nhiều yêu tộc. Con yêu tinh kia cũng thật mê người, là một con cửu vĩ thiên hồ, vòng eo thật nhỏ, con ngươi mị hoặc khiến cho người ta thấy mà muốn say túy lúy. Vừa tới Hoàng Thành, Lệ Thiên liền bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Yêu Hoàng Điện cách nơi đây không xa lắm, ở ngay trong một vùng cổ mạch, đó là một vùng đất tiên làm cho mọi tu sĩ kính sợ. Diệp Phàm tới đây lần này định tìm hiểu tình huống, rồi lập tức tiến đến đánh chết Vương Thành Khôn gia chủ của Vương gia Bắc Nguyên. Nếu như thành công, chắc chắn là một hồi chấn động lớn. Tuy rằng ngày nay thế đạo rối loạn, nhưng nếu chết đi chủ nhân của một thế gia thái cổ, vẫn là đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Lão tiểu tử này cũng thật sợ chết, bên cạnh dẫn theo không ít người, đến Nam Lĩnh mà còn như vậy. Lệ Thiên nói, bọn họ ở Hoàng Thành nghe ngóng được không ít tin tức có giá trị, Vương Thành Khôn đi Yêu Hoàng Điện làm khách, là muốn kết minh mượn sức đại yêu. Sau lưng có bóng dáng của thái cổ tộc, đây là một dấu hiệu không tốt. Khó trách vương gia cường thế như thế. Diệp Phàm nhíu mày. Lúc này, vương gia có không ít người đi tới Nam Lĩnh, tham gia một đàn tràng nghi thức hiến thế của yêu tộc, nghe nói có thể có bóng của bộ tộc thái cổ nào đó âm thầm giấu mặt trong bóng tối. Là bộ tộc thần linh cốc kia sao? Không biết thiếu chủ bọn chúng có tới không, nếu như có thuận tiện giết luôn. Diệp Phàm ánh mắt sáng quắc. Hắn được biết Đông Phương Giả bị Tử Thiên Đô dẫn người đuổi giết, nuốt hận rơi xuống Ưng Nhai, máu nhuộm vách đá, người ta chỉ nghe được một tiếng rống giận không cam lòng cuối cùng.
trong hoàng thành mọi người đàm luận nhiều nhất vẫn là về trận huyết chiến ở bộ lạc Mang tộc, rất nhiều người đều không ngừng bàn tán về chuyện này. Vương gia tự Bắc Nguyên vượt hư không đến Nam Lĩnh, cường thế ra tay với một bộ lạc nhỏ như vậy, dẫn phát lên rất nhiều người bất mãn, vượt qua vượt đến diệt tộc thật sự quá bá đạo. Khi biết bọn họ đại bại, không ai trốn thoát, mọi người lại càng khiếp sợ. Ngày đó, không ít người chứng kiến cuộc chiến, nhưng không ai dám đến gần, bị uy thế của Diệp Phàm chấn nhiếp, chỉ có thể ở ngoài trăm dặm nhìn từ xa, vẫn chưa nhìn thấy rõ hình dáng của hắn. Mà cũng chính vì vậy, mọi người mới không thể xác định, rốt cuộc người đó có phải là hắn hay không. Vượt qua tinh vực rời khỏi thế giới này, nhất định khó có thể tái hiện. Đáng tiếc, thánh thể chung quy là rời đi, bằng không ngày nay chỉ sợ cảnh giới có thể hoành hành một phương. Cuối cùng, mọi người thảo luận đưa ra kết quả là, người đó hẳn không phải là Diệp Phàm, mà là có người cố ý giả mạo như thế, muốn làm rối loạn tầm nghe nhìn của mọi người. Có một vài đại giáo đưa ra phỏng đoán là có người muốn đảo loạn thế cục, như thế mới làm cho thánh thể lại xuất hiện, ôm một mục đích không thể cho ai biết. Dù sao, vượt qua tinh vực đó là đại đế cổ và đại thánh viễn cổ mới có bản lãnh thực hiện, Diệp Phàm còn không có năng lực như vậy, một khi rời đi thì không thể quay lại, trừ phi có kỳ tích. Nhưng bởi vậy lại làm cho mọi người nổi lên hồi ức về Diệp Phàm ngày xưa, rất nhiều người đều than thở nuối tiếc, nếu hắn còn ở đây thì sẽ có ưu thế đến cỡ nào. Có lẽ có thể cùng đám người Hỏa Kỳ Tử, Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thiên Hoàng Tử, Thần Tàm Đạo Nhân phân tranh cao thấp. Ôi! Rời đi cũng tốt, như vậy cuối cùng dù sao nhân tộc ta cũng có người chưa từng thất bại, để lại một ít tôn nghiêm. Đang ở Hoàng Thành, nghe mọi người bàn luận, trong lòng Yến Nhất Tịch đều rất khó bình tĩnh, Thái Cổ tộc thật sự có nhiều cường giả trẻ tuổi đáng sợ như vậy sao? Lệ Thiên nói, ta càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, có nhiều người tài như vậy, còn có chỗ cho thần tử Lệ Thiên ta đứng trên thiên hạ ngày này đó sao? Nhân dục đạo ta làm thế nào phát dương quang đại chứ? Yêu Hoàng Điện, một cái địa phương siêu cấp cổ xưa, khó có thể khảo chứng nó đã tồn tại bao lâu, thế nhân chỉ biết nó trải qua năm tháng cực kỳ lâu đời, thủy chung bất hủ. Nó là điện đường thần thánh trong lòng yêu tộc của Nam Lĩnh, là địa phương tiếp cận thần minh, theo yêu văn không trọn vẹn ghi lại, có thể là một vị thánh hoàng yêu tộc tự tay chế luyện thành. Núi lớn nguy nga, cổ thụ đứng sừng sững, lão thụ chọc trời, đây là một dãy núi trùng trùng điệp điệp xanh um. Ở chỗ sâu trong dãy núi cổ xưa này, đó là trọng địa thần thánh của yêu tộc, dưới tình hình chung dám can đảm xông loạn giết chết ngay đương trường, không có người nào dám tự tiện đặt chân vào một bước. Chỉ có ở thời điểm cử hành một ít nghi thức hiến tế cổ xưa, cùng với một số ngày lễ mừng trọng đại mới có thể mở ra, cho phép các bộ phận đại yêu tiến vào. Đương nhiên, khách quý tu sĩ nhân loại cũng có thể nhân cơ hội vào tìm hiểu diện mạo chân thực của nó, hiểu biết về vùng cổ địa thần bí này. Ba người Diệp Phàm thật ra dùng một khối thần nguyên lớn để đổi lấy một tấm thiệp mời, tiến vào trong dãy núi, với thân phận khách quý leo lên tới. Dãy núi thực tĩnh lặng, rất nhiều cổ thụ cũng không biết mọc đã bao nhiêu năm tháng, còn cao hơn so với ngọn núi. Trên cây đầy một màu xanh cũng có từng sợi dây mây cổ xưa, thô to dọa người, giống như rồng xanh quấn quanh dãy núi. Nơi đây không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên, nhất là các nhóm yêu tộc, lại cần với tâm tính hành hương đi tới. Dưới tàn cây che phủ bóng râm mát lạnh, thềm đá cổ xưa, từng bước một đi tới có thể cảm nhận được một loại lắng động lại cùng tích lũy của năm tháng. Rốt cục tới nơi, chỗ sâu nhất dãy núi cổ tùng cận bên, đền đài nối dài, còn chưa đến gần đã có một cổ yêu khí mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn ập đến, như là từ thượng cổ tới. Đây là một uy thế khó có thể diễn tả bằng lời, phiến cung điện này cũng không rộng lớn lắm, nhưng giống như là treo trên 9 tầng trời, buông xuống từng tia khí tức khai thiên lập địa, trấn áp khắp đại thế giới. Diệp Phàm thở dài, yêu hoàng trong truyền thuyết quả là sự thật, không phải là nhân vật bịa đặt, trừ phi đại đế cổ không thể lưu lại một mảng đền đài như vậy. Tới nơi này rồi, lượng người lập tức nhiều lên, có đại yêu tới hành hương, cũng có giáo chủ nhân tộc, nhưng người không nhiều lắm dường như sợ quấy nhiễu an bình cùng thần thánh nơi này. Diệp Phàm mấy người đến nơi cũng không có dẫn tới ngọn sóng, viên cổ tinh này thật sự quá lớn, ngày xưa người tận mắt nhìn thấy hắn cũng không đến mức nhiều như vậy. Có yêu đồng tiếp đón, dẫn bọn họ vào một tòa cổ khuyết dành cho khách quý. Yêu tộc sẽ không đắc tội, lễ tiết đều rất đúng quy định. Ở giữa cổ điện là đặc thù nhất, bao phủ trong yêu khí đáng sợ, không thể dò xét toàn cảnh, có khí tức của yêu hoàng thượng cổ, dường như có người đang ngủ say trong đó. Mọi người đều phải dừng lại, ngoại trừ mấy người yêu tộc, ai cũng không thể đi vào. Khí tức kinh người như là có thể cắt đứt ngang 3.000 đại thế giới, làm cho người ta lập tức liên tưởng tới, đó chính là yêu hoàng điện trong truyền thuyết, nguy nga to lớn giống như thiên đình cổ trong truyền thuyết. Diệp Phàm bọn họ tiến vào trong một tòa cung khuyết vô cùng to lớn cách yêu hoàng điện không xa, cất chứa hơn 1 vạn người căn bản không thành vấn đề, thực hiển nhiên có lạc ấn pháp tắc không gian. Ngồi xếp bằng sau mỗi cái bàn bạch ngọc là những cường giả,
Trên bàn trái cây rượu ngon các thứ sớm đã bày đầy bàn. Trong điện có rất nhiều người, mỗi người một vị trí, tất cả đều là đại yêu một phương, còn có một số cổ yêu tuổi tác làm cho người ta sợ hãi, đương nhiên cũng không thiếu nhân vật nhân tộc cấp giáo chủ. Tu sĩ có thể tiến vào nơi đây đều là người quyền thế ngập trời, mỗi người đều là vua một cõi, giáo chủ, túc lão, yêu chủ, tán nhân, hoàng chủ, thánh tăng, ai nấy đều có quyền thế cực kỳ cường đại. Rất nhiều người đang đàm luận, có người luận bàn về thể hội tu luyện, có người nói về bí tân thượng cổ, còn có người đang nói về thời sự hiện nay. Diệp Phàm bọn họ tới một góc ngồi xuống, cũng không nói gì, tất cả đều dùng tai lắng nghe, đồng thời tìm kiếm Vương Thành Không tộc chủ của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên. Ngày nay, yêu bộ Nam Lĩnh càng ngày càng cường thịnh, thực sự là rất đáng mừng, nhất là cao thủ trẻ tuổi một thế hệ lại xuất hiện lớp lớp, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Có giáo chủ nhân tộc lên tiếng khen tặng. Đúng vậy. Nếu luận về đệ nhất nhân trẻ tuổi một thế hệ, chỉ sợ không ai ngoài Nam Yêu rồi. Có một lão nhân sắc chầu trời khác nói. Nhân tộc mới là nhân vật chủ yếu trong thiên địa. Nhân vật kinh diễm xuất thế hết người này tới người khác, yêu tộc ta sao có thể so sánh? Một cổ yêu khiêm tốn nói. Nhân tộc quả thật cường giả mọc lên như nấm. Không nói trung hoành vang dội cổ kim thế nhân đều biết, còn có một đám người mới quật khởi, thật khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Đúng vậy. Diêu Quang Thánh Tử mới xuất hiện kia cũng thật có tư chất ngạo thế, ai có thể chống lại? Một ngày nào đó tất sẽ vô địch thiên hạ. Còn có Hoa Vân Phi, ngày nay chúng ta đều phải tránh lui, thông thiên ma công tu thành, không còn có người dám chọc, thật khiến người ta không cam lòng than thở. Đúng vậy. Người như vậy có thể kể ra một đống, Hạ Cửu U tu thành độ kiếp tiên khúc, thần vương thể Đông Hoang Cơ Hạo Nguyệt, còn có nữ nhân tiên thiên đạo thai thần bí kia, ôi. Thái cổ tộc cũng thực đáng sợ nha. Mấy người hoàng hư đạo, miên cổ, thần tam đại nhân quả thật đến lớp già chúng ta cũng phải kinh sợ. Đúng lúc này có người lên tiếng, Vương Huynh. Bắc đế con của Huynh phá rồi sau đó lập, hẳn là có tư cách vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất rồi chứ. Mọi người đều nhìn phía một người trung niên tóc đen, hắn vuốt râu nói, con ta phá rồi sau đó lập đích xác có thể ngạo thị thế gian, nhưng thật tiếc nuối, muốn giết thánh thể kia mà không thể, chỉ hận hắn đã đi thoát khỏi thế giới này. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.